chà, trong tay lắm. Ăn kem bên em hả? À, nhưng mà sao chị để đấy. Cái này mà quơ mạnh một xíu thì cũng bay. Đây là nổi mũ rồi. Lâu không có nói thả luôn. Đã lên buông qua lầu lắm rồi. Buông qua lầu một đêm. Xem gì mà nó ghi vậy? Chơi dây nặng sạch thì khoảng Lấy ơi. Không đâu chị. Nhưng mà mấy ngày nữa là tán cống khăn rồi. Hết mưa chưa? Tháng sau là sao? Bởi tuần làng thì nó nhưng mà
Đầu đen. Chú này nguyên ổ kinh trời. Muốn lấy làm gì? Cửa khóa rồi nè. Ba cái này chứ. Ba cái này cái. Khóa cửa. Hồi nãy tưởng khách bình thường ngủ, tại vì khách bay vô mắt vậy em thấy đường luôn.